Thưa quý vị, dịp đầu xuân năm mới cũng là khởi đầu các lễ hội xuân. Các điểm du lịch tâm linh được nhiều người lựa chọn để cầu mong một năm mới an lành, may mắn cho bản thân và gia đình. Các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh cũng đã thu hút đông đảo du khách dịp đầu xuân năm nay. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Vân Hồ tại một điểm đến tâm linh trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, sắc xuân đã ngập tràn khắp muôn nơi. Trong tiết trời ấm áp của những ngày đầu năm mới, hàng ngàn du khách từ khắp các tỉnh thành đã lựa chọn đền Hang Miếng, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ để làm chuyến du xuân đầu tiên của mình với mong muốn thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và thắp nén tâm nhang cầu cho một năm mới bình an, hạnh phúc và may mắn. Đền Chúa Hang Miếng là khu di tích lịch sử nổi tiếng của huyện Vân Hồ, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2016. Thời điểm đón khách đông nhất từ tháng 1 và kéo dài đến hết tháng 4 âm lịch hàng năm với khoảng 3 đến 40.000 lượt khách. Là một thương lái đến từ tỉnh Hòa Bình, nhiều năm nay cứ mỗi dịp xuân sang, anh Nguyễn Duy Hùng lại cùng gia đình vãn cảnh đền Chúa Hang Miếng và cầu mong một năm xuất hành thuận lợi, buôn bán gặp thời, làm ăn tấn tới. Với anh Hùng, đền Chúa Hang Miếng không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành mà còn là địa điểm tâm linh mang lại nhiều may mắn. Thường xuyên, rất thường xuyên lên đền ở đây để thắp hương để thứ nhất cầu may, cầu lộc, cầu tài, cầu ngân, cầu xuyến cho gia đình luôn bình an khỏe mạnh. Và mình cũng cảm thấy rằng là năm nào cũng nên đi bởi vì rất là thiêng, cũng là nơi du lịch rất là đẹp. Năm nay thời tiết thuận lợi, giao thông đi lại cả trên tuyến đường thủy và đường bộ, an ninh trật tự được đảm bảo nên lượng khách đến đền Chúa Hang Miếng khá đông. Du khách đến vãn cảnh đền những ngày đầu xuân thuộc nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Vĩnh Phúc, v.v. Hôm nay là đầu tiên thì tôi được đến đây với đền Hang Miếng thì tôi cũng cảm thấy là ở đây thì khung cảnh rất là trong lành và rất là mát. Thì cũng hy vọng là dâng nén hương thơm lên và cũng rất là mong phù hộ cho toàn thể bản thân mình này, gia đình và tất cả mọi người trong gia đình là có một năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Năm nay, đền Hang Miếng bắt đầu đón khách từ ngày mùng 2 Tết. Theo thống kê từ Ban Quản lý đền, trong những ngày đầu tiên của năm mới, đền đã đón hơn chục nghìn lượt khách đến tham quan, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Ban Quản lý nhà đền đã sắp xếp, bố trí anh em trong Ban Quản lý, túc trực 24/24 và vận động tuyên truyền cho bà con nhân thôn bản hạ bán hàng quanh khu vực đền. Thứ nhất là phải đảm bảo an ninh. Cái hai là đảm bảo phòng cháy chữa cháy được an toàn, cái thứ ba là được đảm bảo cái an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường để cho cái đợt du xuân đầu năm của 2024 lượng khách đến với đền Chúa Hang Miếng thì được đảm bảo an toàn. Để khai thác tốt thế mạnh du lịch tâm linh, huyện Vân Hồ đã và đang đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo trong tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch văn hóa tâm linh một cách bền vững.